Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 ai khiến Nguyễn Phú Trọng lo sợ. Ngày thứ hai làm việc của đại hội, báo Tuổi Trẻ đã giật tít, rất kêu rằng văn kiện Đại hội 13 kết tinh trí tuệ toàn đảng, toàn dân. Ai cũng biết văn kiện đại hội là do Đảng Cộng sản soạn ra chứ chẳng phải do người dân nào tham dự cả. Và lẽ dĩ nhiên nội dung văn kiện ấy cũng vì lợi ích của Đảng chứ chẳng phải vì dân. Tuy nhiên, Đảng cũng đã phải ghép từ nhân dân vào đấy để cho có vẻ là ý Đảng lòng dân là một. Nhưng thực tế thì ra sao? Thực tế hoàn toàn ngược lại. Việc huy động tới 6.000 cảnh sát cơ động và công an chìm làm náo loạn cả thành phố Hà Nội mấy ngày qua làm cho người dân phải ngao ngán. Dân Hà Nội than vãn rằng vì lực lượng công an dày đặc chặn đường cho những đoàn xe gắn biển đại hội hú còi inh ỏi đã làm cho Hà Nội bị kẹt xe chưa từng thấy. Người dân Hà Nội thực sự không mặn mà gì với đại hội và bản thân họ cũng chẳng biết muốn biểu tình phản đối hay bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến đại hội làm gì cả. Tuy nhiên, về phía chính quyền thì họ vẫn sợ. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam vốn rất thờ ơ với chính trị, ấy vậy mà Đảng nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch. Và việc huy động lực lượng hùng hậu để bảo vệ đại hội Đảng cho thấy Đảng không tin dân, dù trên báo họ luôn nói rằng ý Đảng lòng dân là một. Thực tế là giữa lời nói với hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhiều vấn đề thường ngược với nhau. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì không quan tâm đại hội Đảng, giới hoạt động vẫn bị canh gác theo dõi. Điều đó chứng tỏ Đảng không hề tin dân. Tờ báo này cho thấy ngay trong những ngày đầu của đại hội, nhiều nhà hoạt động của bất đồng chính kiến cho biết mạng xã hội cũng đã chia sẻ thông tin của họ cho rằng họ bất bình về việc các nhân viên an ninh của chính quyền theo dõi, giám sát, làm mất quyền tự do công dân của họ. Huy động cả quân đội tham gia vào việc phá quyền tự do ngôn luận của nhân dân. 6.000 cảnh sát cơ động chỉ là phần nổi, công an chìm mặc thường phục trà trộn vào dân, theo dõi người dân, cử công an quận đến tận nhà những nhà hoạt động cũng chưa phải là đầy đủ. Hiện nay, báo chí nhà nước còn cho biết quân đội cũng được huy động vào việc đánh phá quyền tự do ngôn luận của người dân trên không gian mạng. Thực chất, hành động này là một việc đã gạt người dân ra khỏi vai trò góp ý với Đảng, với nhà nước qua mạng xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị độc tài, không bao giờ chịu nghe ý kiến trái chiều của người dân. Sáng ngày 26 tháng 1, bên lề của Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội đã trả lời báo chí về công việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này đều có lực lượng chuyên trách nòng cốt như quân đội có Bộ Tư lệnh 86 chẳng hạn. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Thực chất là quân đội bảo vệ Đảng chứ không phải là bảo vệ Tổ quốc nào cả. Quân đội đang có lực lượng 47 với số lượng lên tới 10.000 người, họ đổ sức để đánh phá bất kỳ tài khoản Facebook nào phản ánh sự thật về đại hội Đảng hoặc về các tiêu cực của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho nói thêm rằng bản chất của việc thực hiện nhiệm vụ là xây dựng nền móng quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, trong đó lực lượng vũ trang và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đều tham gia. Vâng, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang phối hợp để bóp nghẹt tiếng nói của người dân. Thực sự ông Nguyễn Phú Trọng càng già, ông càng có nhiều chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng ý thức rằng tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn. Ngoài sợ dân, ông Nguyễn Phú Trọng còn sợ những ai cũng là câu hỏi được đặt ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng trước đại hội được đánh giá là hai đối thủ chạy đua giành ghế tổng bí thư. Với thông tin rò rỉ hiện nay thì ông Trần Quốc Vượng đã bị loại khỏi cuộc đua và Nguyễn Xuân Phúc thì tuy còn ở lại Bộ Chính trị nhưng cũng bị đánh bật ra khỏi vị trí thủ tướng đầy quyền lực. Bộ ba chiến đấu vì ghế tổng bí thư bây giờ còn lại chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là còn trụ lại được chiếc ghế quyền lực này, mặc dù tuổi ông đã rất cao, sức yếu và đi đâu ông cũng phải có người dìu. Hiện nay cũng có ý kiến cho rằng theo kế hoạch trước đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao Quân ủy Trung ương vào Đảng ủy Công an cho ông Vượng, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế của ông Vượng trước đại hội. Do đó ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính, mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông rời chức vụ về hưu. Ông Nguyễn Phú Trọng ngoài là kẻ thù của truyền thông báo chí thì ông cũng có rất nhiều những kẻ thù của ông trong nước. Có một điều khó hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng đang hỗ trợ cho ông Vượng và tại sao ông Trần Quốc Vượng lại bị loại khỏi Bộ Chính trị là câu hỏi được đặt ra. Và tại sao ông Trọng giành được suất đặc biệt nhưng lại để suất đặc biệt khác rơi vào tay ông Nguyễn Xuân Phúc chứ không rơi tay vào ông Trần Quốc Vượng? Đó là những câu hỏi rất khó trả lời thỏa đáng và cho đến nay
khả năng ông Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc cùng chiến đấu để giành một chiếc ghế là giả thiết, được cho là thuyết phục hơn hết. Thực tế là từ 5 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm Đảng ủy Công an. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc thuyết phục các tướng Công an về phe ông làm giả thiết cũng không thuyết phục. Bởi nếu các tướng Công an đã theo ông Phúc thì cũng đồng nghĩa với việc phản ông Trọng. Vậy thì tại sao ông Trọng cũng bạnh hơn ông Phúc khi vẫn giữ được chiếc ghế Tổng Bí Thư cho mình, mặc dù rào cản về sức khỏe với ông là rất lớn. Đây là hình ảnh hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc là đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng quan ngại đáng ngại nhất. Gần đến đại hội đảng, thông tin chưa được kiểm chứng được lan truyền trên Internet nói rằng nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm chức Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, được dành cho ông Vương Đình Huệ. Nhìn vào danh sách tứ trụ mới này cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc đã thất bại nhưng vẫn còn quyền lực. Tuy quyền lực không còn mạnh như trước, tuy nhiên đến đại hội 13 lần này diễn ra, ông Phúc vẫn còn đang là đương kim Thủ tướng. Vậy nên ông Nguyễn Phú Trọng đã cho tăng cường an ninh để phòng bất trắc là điều dễ hiểu. Và câu hỏi đặt ra là trong nhiệm kỳ 3, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chiến đấu với ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào? Như vậy là trong Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vẫn tồn tại hai đối thủ kèn cựa nhau, đó là ông Nguyễn Phú Trọng giả nua và ông Nguyễn Xuân Phúc nhiều tham vọng. Ông Trọng đang có lợi thế là giữ được quyền lực trong tay nhưng sức khỏe ngày một yếu đi. Sự già yếu này và bệnh tật về sau có thể sẽ là lý do làm cho nhiều người dưới quyền ông Trọng phải tính đường riêng vì chưa biết ông sẽ ra đi lúc nào. Như vậy, cán cân quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc trong 5 năm tới có khả năng nghiêng về ông Phúc nhiều hơn và hứa hẹn có những cuộc đối đầu khốc liệt cho nội bộ của Đảng, không kém gì trận chiến giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tân Dũng trước đây. Như vậy, có thể dự đoán rằng trong khóa 13, thách thức lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề nội loạn. Nguyễn Tân Dũng thì có Nguyễn Xuân Phúc nổi lên, hoặc sắp tới thế lực Phạm Minh Chính cũng là một ẩn số khó đoán. Máu Phạm Minh Chính là một khi đã nắm được ghế thủ tướng thì có khả năng ông ta sẽ lập một nhóm nhỏ ích riêng để tiến hành thâu tóm quyền lực về tay mình như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm. Cơ chế đảng trị với Đảng Cộng sản đứng cao hơn tất cả, kiểm soát tất cả từ hành pháp, luật pháp, tư pháp và cả truyền thông, nên việc kiểm soát người dân là trong khả năng. Dù cho ông Nguyễn Phú Trọng thăng thế hay ông Nguyễn Xuân Phúc thăng thế hay ông Phạm Minh Chính nổi lên thì việc bức hạ nhân dân cũng không thay đổi. Và chỉ có các thế lực bên trong của Đảng là thay đổi mà thôi. Ông Phạm Minh Chính sẽ là thế lực khó đối phó với cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc trong tương lai sắp tới. Phạm Minh Chính còn rất trẻ, là người từng làm Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an và sau đó là được phong lên hàm Trung tướng Công an. Làm việc trong ngành tình báo là việc ưu thế rất lớn, dễ bắt liên lạc với tình báo Trung Quốc và tính đường, tính chính trị riêng. Do đó là lợi thế mà khó có người nào muốn làm chính trị mà có thể bỏ qua. Trước đó, ông Phạm Minh Chính đã khởi động cho mình con đường tiến thân vào ghế Thủ tướng hôm nay bằng Bí thư tỉnh Quảng Ninh từ 2011 cho đến 2015. Và từ 2015 đến nay, ông Phạm Minh Chính tiến rất nhanh. Điều đó cho thấy ông Chính là một thế lực mà cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc đều phải dè chừng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm quyền lực lớn trong tay, nhưng về sau quyền lực này rất có thể sẽ yếu đi rất nhanh, không còn mạnh nữa. Tương tự như vậy, với ghế Chủ tịch nước thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ chỉ có thể phát triển thế lực mạnh lên thêm mà chỉ có thể yếu hơn mà thôi. Vì với vai trò Chủ tịch nước thì rõ ràng mang tính hình thức và tiếp khách là nhiều. Ở Trung ương, Đảng nhiệm kỳ 13, cả thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng và thế lực của ông Phúc đều đi xuống. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính thì có vẻ đang lên, cộng với tuổi tác cũng rất trẻ hơn hai ông kia rất nhiều. Trong nhiệm kỳ Thủ tướng sắp tới, có thể nói ông Phạm Minh Chính sẽ thu hút được nhiều thuộc hạ dưới trướng tụ về đầu quân để tìm kiếm cơ hội nếu ông thực sự giành được ghế Thủ tướng đợt này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sẽ là thế lực mà ông Nguyễn Phú Trọng phải dè chừng trong 5 năm tới. Không biết nhiệm kỳ thứ 3 của Nguyễn Phú Trọng sẽ chiến đấu với ai, chiến đấu với ông Phúc hay chiến đấu với ông Phạm Minh Chính. Chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng là một vị trí mà đã nằm ngoài tầm với Nguyễn Xuân Phúc, nhưng nó là rất gần với ông Phạm Minh Chính. Trong 5 năm nhiệm kỳ Thủ tướng, có lẽ là thế lực mạnh Phạm Minh Chính nổi lên là một thế lực mạnh nhất thay thế cho thế lực cũ đã quá giả nua. Nếu không có gì thay đổi, thì việc Phạm Minh Chính nhặt được chiếc ghế Tổng Bí Thư trong tương lai là trong tầm tay với những mưu toan của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13, ai khiến Nguyễn Phú Trọng lo sợ? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.